Nên là cái này nó giống ở nhau đấy. Để đợi mình nha. Không như thế. Bây giờ mình sẽ đổ đi vào trước. Xin chào mọi người. Hôm nay Hồng Anh và Thùy Giang sẽ làm kem bằng Plunkin và cái máy ca trang. Và lần trước chúng mình đã giới thiệu cho các bạn, mình đang để máy đó ở tủ lạnh tại vì chúng mình sợ là mang ra nó sẽ cháy. Và hôm nay bọn mình sẽ làm kem với siro nữa. Mình đã cho sẵn bột làm kem ra bát. Bây giờ mình sẽ cho thử một cốc nước vào. Và đây là lần đầu tiên chúng mình làm bằng bột làm kem này. Wow. Ủa, nó đổi màu luôn này. Màu xanh nó đậm hơn. Mình sẽ khuấy cho bột tan đều ra. Chiều anh, em cảm thấy nó hơi lắm, mình cho thêm một tí bột đi. Mình đã hòa đều bột rồi, bây giờ mình sẽ chế siro với cả cái bột này ra cốc nhỏ để cho vào khay kem dễ hơn. Cho vào đây. Mình sẽ cho 80ml bột trà xanh, còn 20% còn lại mình sẽ cho siro. Siro dưa hấu, dầu. Ok được rồi đấy. Thế rồi. 90 luôn rồi. 700. Khô. Khoa. Đặt mạnh. Bột trà xanh này đã ngọt rồi nên mình sẽ cho ít siro thôi. Các bạn ơi, mình đã lỡ mang siro bạc hà lên rồi và hai màu này trùng nhau. Nên mình sẽ làm đã. Mình cũng sẽ cho siro ít giống dưa hấu thôi. Đậm hơn. Wow. Màu xanh này đẹp. Nếu mà mình mua bột làm kem màu trắng thì màu nó sẽ đẹp hơn. Và bọn mình sẽ tạo ra nhiều màu hơn. Ok. Bây giờ Hồng Anh sẽ đi lấy máy làm kem lên. Thôi. Đây chính là máy làm kem cá chanh của chúng mình. Bây giờ chúng mình sẽ cho mỗi khay kem là một màu. Nên là cái này nó giống ở nhau hết. Để đợi mình nha. Không như thế. Bây giờ mình sẽ đổ này vào trước. Wow. Wow. Em sợ nó không cắm. Chắc có đá ở dưới á. Kẹ đi là không ra đi. Được chưa? Thôi hề ơi, bọn mình còn cắm que nữa. Ôi. Nhiều quá. Cái này đỡ hơn. Bây giờ mình sẽ cho cái kem trà xanh nguyên chất vào đây anh. Cái này vừa đấy. Vừa đấy. Bây giờ mình sẽ đợi. Chiều Anh, hai bọn mình cho vào tủ đá ấy. Đợi chỗ này lâu ấy. Ừ, đúng rồi đấy. Chỗ này chắc hấp lâu luôn. Chị mang xuống kia.
mình sẽ lấy ra và thử. Em nhìn bạn đi. Cái này là gì? Cái kem. Chắc bạn cũng nhớ đúng không? Nước hỏi. Nhưng mà không nhắc được không? Ờ thử. Đông quá rồi. Ba cái này có màu khác nhau một tí. Ui. Nhìn nhìn mấy cái này thì màu nó cứ kiểu nó giống màu gì nhỉ? Chịu chưa? Để chặt nhất thôi. Ok. Wow. Kiểu hoa quả trong nghiền hả nhỉ? Yeah. Ăn thôi. Ui. Video chúng mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt.